Hello mọi người, hôm nay nữa lại quay trở lại với một video mới rồi đây. Roman Juicy Latin Teen lại tiếp tục cho ra mắt 3 màu son mới, đó chính là 37, 38 và 39. Vừa được ra mắt vào ngày 5 tháng 7, vậy nên hôm nay nữ sẽ soát cho mọi người đủ 3 màu son để mọi người có thể lựa được một màu son mà mọi người yêu thích nha. Thiết kế son thì vẫn là thân trụ tròn khá là quen thuộc này. Về phần cọ son và mùi hương thì vẫn y như các phiên bản cũ trước đó thôi. Cọ son đợt này thì nữ thấy trùng với màu son ở bên trong này. Phần nắp thì được ombre có màu trắng nhìn cũng khá là xinh đúng không? Bản màu đợt này thì nữ thấy đa số nó là các tone be khá là nhạt, vậy nên nó sẽ khá là khó dùng cho mặt mộc này. Mọi người muốn dùng đẹp màu son này thì nên kèm thêm make up nha. Mở đầu bảng màu sẽ là màu 37. Hẳn nói đây là một tone be nude nghiêng ấm. Khi mới đầu thoa lên môi thì nữ thấy màu này hơi nhạt, nhưng sau khi nó set lại thì nó sẽ hiện rõ sắc hồng hoặc là sắc cam tùy theo sắc tố môi của mọi người nha. Muốn dùng màu son này đẹp thì tốt nhất mọi người nên make up kỹ càng một chút, hoặc là mọi người có thể sử dụng màu son này như là một màu son lót này. Và nữ không recommend màu son này cho các bạn có nền da quá ngăm hoặc là bờ môi quá là thâm nha, đánh lên sẽ không được đẹp á. Màu son hot nhất của bộ sưu tập lần này thì chắc chắn đó sẽ là màu 38, đây là một màu cánh hoa hồng pha be. Màu son này thì nữ thấy mọi người có thể dùng trên mặt mộc được, miễn sao mặt mộc của mọi người không có quá nhiều khuyết điểm thì mọi người vẫn có thể sử dụng được nha. Bạn da trung bình sáng đến sáng đánh sẽ đẹp nhất nè. Còn các bạn da ngăm hay là warm tone thì tốt nhất mọi người nên kèm theo make up nha, bởi vì trong em này vẫn có thêm một xíu anh tím á. Chốt lại bảng màu lần này thì là màu 39, đây là một tông hồng be lạnh. Đây là màu son nhạt nhất trong cả ba, và nếu muốn đánh màu son này đẹp nhất thì tốt nhất mọi người nên có một làn da trung bình sáng cho tới sáng và thuộc undertone lạnh nha. Và phải kèm theo make up thật là kỹ càng phần mắt nữa thì mọi người đánh màu son này sẽ siêu xinh luôn á mọi người ơi. Độ bóng của em này thì nữ thấy không quá cao đâu, vừa đủ để nhìn cho môi mình căng mọng hơn. Còn về lớp tint thì đợt này nữ thấy nó bám không chắc lắm, vậy nên mọi người nên cầm theo son để giảm lại khi đi ra ngoài nha. Ok, video của nữ đến đây hôm nay cũng đã hết rồi. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Bye bye mọi người.